Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi Tâm sự Thầm Kín, được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh Audio Hải Ngoại. Và đến với Hải Ngoại ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một câu chuyện tâm sự có tựa đề Sau 5 năm ly thân. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố tôi bỏ mẹ con tôi theo người khác từ khi tôi còn nhỏ. Còn mẹ thì sớm ngày vất vả mà nuôi tôi khôn lớn. Cả tuổi thơ của tôi gắn liền với ngôi nhà cấp 4 tồi tàn. Thuở nhỏ, nhiều lần tôi từng quyết định bỏ học một phần vì tự ti, một phần vì muốn phụ giúp mẹ, nhưng mà mẹ tôi không đồng ý. Năm cuối cấp 3, mẹ tôi cố gắng vay mượn để xây một ngôi nhà khang trang. Khốn khổ một nỗi là khi xây xong thì không có tiền lắp cửa và sơn nhà. Học xong cấp 3, tôi thi đỗ vào trường đại học Bách Khoa. Trong suốt 4 năm học đại học, tôi vừa cố gắng học cho thật tốt, vừa đi làm thêm và nhận làm khóa luận cho các anh chị lớn hơn để kiếm tiền, nộp học phí và giúp mẹ trả nợ tiền xây nhà. Trả xong nợ cho mẹ, tôi quyết định cưới vợ, người đã đồng hành cùng với tôi trong suốt 4 năm đại học. Vợ tôi vốn là một người hiền dịu và đoan trang. Cưới nhau được 2 năm, vợ sinh cho tôi một cậu con trai khóng khỉnh. Giữa lúc tôi tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với mình, thì bất ngờ vợ tôi đang nợ một khoản tiền lớn. Sau một hồi tra hỏi, vợ tôi mới kể rằng vì mong muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cô đã dính vào trong một cái vụ đầu tư. Cô dùng cái số tiền hơn 300 triệu tôi tiết kiệm được và vay mượn khắp nơi để chung nhau với hai người khác đầu tư vào một khu đất, nhưng chẳng may gặp đúng lúc thị trường xuống giá cho nên bị lỗ. Dù rất tức giận, nhưng mà tôi vẫn cố làm đêm làm hôm để trả nợ cho vợ. Sau gần 2 năm thì tôi cũng trả được hết khoản nợ mà vợ mang. Tôi cũng không quên cảnh cáo vợ không được tiếp tục những khoản đầu tư như vậy. Vợ tôi cũng hứa lên hứa xuống rằng từ nay sẽ không làm những việc như vậy nữa. Thế nhưng chỉ gần 6 tháng sau, một lần nữa, chủ nợ lại đến nhà và đòi vợ tôi phải trả khoản tiền gần 500 triệu đồng. Lúc này thì tôi mới tá hỏa lên và không biết vì sao vợ mình lại nợ một cái khoản tiền lớn như vậy. Sau khi dò hỏi ra, tôi mới biết vợ tôi lại lao vào một phi vụ làm ăn khác. Chán nản, giận dữ và mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn với vợ vì tôi nghĩ rằng cô không còn là người có thể tin tưởng. Nhưng vợ tôi ngày đêm khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô nói là con thì phải cần có mẹ, cần có bố và mong tôi cho cô một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Tôi sợ vợ ngựa quen đường cũ, không bao giờ có thể thay đổi. Nhưng cũng cảm thấy tội nghiệp con tôi nếu không được sống với cả bố cũng như là mẹ. Nhưng mà tôi vẫn quyết định ly thân trước rồi tính sau. Sau khi ly thân với vợ, tôi chuyển vào làm việc tại một tỉnh miền Trung để quên đi những chuyện không vui. Con tôi khi ấy đã 3 tuổi, nên tôi gửi lại nhờ ông bà nội trông giúp. Tại đây tôi đã gặp Hương, người con gái khiến trái tim tôi rung động. Dù biết mọi chuyện về gia đình của tôi, Hương vẫn tiến tới. Sau 2 năm yêu nhau, tôi quyết định sẽ ra Bắc giải quyết gọn gàng chuyện ly hôn để có thể kết hôn với em. Nhưng đúng khi vừa hạ cánh xuống sân bay thì tôi nghe tin sét đánh. Sau khi tiễn tôi trên đường từ sân bay về nhà, Hương bất ngờ gặp tai nạn và tình trạng hiện nay đang rất nguy khẩn. Tôi vội vàng đặt máy bay theo chiều ngược lại, nhưng mà khi vào đến nơi thì vẫn không kịp nhìn em lần cuối. Tôi buồn bã, chán nản và thất vọng. Cuộc đời của tôi giống như một trò chơi mà Thượng Đế đã sắp đặt. Và trong trò chơi ấy, người chịu mọi tổn thương đau khổ sẽ là tôi. Không thể ở lại nơi đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và em, vì mỗi lần nhìn thấy những kỷ niệm ấy, trái tim tôi lại thêm một lần rỉ máu. Tôi lại trở về căn nhà nơi tôi sinh ra và chuyên tâm vào cái chuyện chăm sóc con. Từ khi Hương đi, trái tim tôi dường như đã chai sạn. Thời gian dần trôi, tôi cũng quên bẵng đi cái việc làm thủ tục ly hôn với vợ. Vậy mà cũng được 5 năm. Về phía vợ tôi, mỗi cuối tuần cô vẫn thường đến nhà chơi với con. Nhiều lần tôi cũng lái xe đưa vợ con đi dã ngoại, như vẫn còn là một gia đình hạnh phúc. Con trai tôi giờ đây đã học lớp 2.
Thỉnh thoảng cháu vẫn hỏi tôi vì sao hai bố mẹ không ở cùng nhau như những gia đình khác. Mỗi lần như thế tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Và mới đây, vợ tôi bất ngờ đề nghị trở về chung một nhà với tôi để cho con có một gia đình êm ấm. Từng có một tuổi thơ đầy thiếu thốn, tôi biết rằng với con tôi, việc có cả bố và mẹ ở chung một nhà thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nói đến việc mở lòng với vợ thì tôi thấy là thật khó khăn. Giờ đây tôi không biết thế nào cho tốt. Liệu tôi có nên chấp nhận lời đề nghị của vợ để con tôi được sống trong một gia đình có đầy đủ? Và nếu chấp nhận lời đề nghị ấy, tôi biết phải đối xử ra sao với vợ trong suốt quãng thời gian sau này. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện là sau 5 năm ly thân thì bất ngờ bây giờ thì vợ của anh muốn quay lại. Và Hồng Nhung nghĩ là cô không phản bội anh về cái vấn đề là tình cảm. Nhưng mà trong cái chuyện kinh tế, cô là một cái người cũng mong muốn là có được một cái cuộc sống giang sang giàu, cũng mong muốn là cho chồng con mình có được một cái cuộc sống đủ đầy và sung túc. Nhưng mà có thể là cô đã đi nó sai hướng một chút, thiếu cái sự tính toán và cân đối trong cuộc sống, cho nên là nó mới vỡ nợ ra để cho chồng phải trả 2 lần tiền. Và cái lần thứ nhất là 300 triệu, lần thứ hai là 600 triệu. Chính cái lần 600 triệu nó như một cái cú hích rất là lớn, khiến cho anh bùng nổ và chia tay với cô ấy vì cái áp lực kinh tế nó đè nặng quá lớn, anh không thể nào mà chi trả, cũng như là không thể nào chịu được cái điều đó thêm được nữa. Và trong cái thời gian mà anh ấy chuyển khỏi cái thành phố này, anh ấy đi đến một cái tỉnh miền Trung sinh sống và làm việc. Con thì để lại cho bố mẹ đẻ của mình là ông bà nội nuôi. Thì anh đã quen với cô Hương, và cô Hương thì hai người hợp nhau, yêu nhau đến cái mức muốn làm đám cưới. Thì trong cái thời gian anh quay trở ra Hà Nội lo thủ tục giấy tờ thì là cô Hương cô đã không may ra đi trong một cái vụ tai nạn, một cái điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà bây giờ khi mà vợ cũ ngỏ lời muốn quay về và đứa con nó muốn là có cả bố và mẹ đấy, thì ông Nhung nghĩ là anh nên sống chậm lại, lắng nghe lòng của mình. Nếu anh còn có một cái chút tình nào đó với vợ, vẫn cảm thấy có cảm xúc với nhau, Tiểu Nhung nghĩ là chúng ta nên quay về. Nên quay về. Vì là dẫu sao thì vợ anh, cô cũng là một cái người muốn và ham muốn làm giàu, chứ không phải là cái điều gì nó quá là xấu. Chẳng qua là nó không thành công được như chúng ta mong muốn thì chúng ta phải chịu. Và nó là một cái điều khiến cho anh cảm thấy sang chấn tâm lý thôi. Nhưng mà thực ra sâu ngọn nguồn của cái sự việc là cô muốn không là cái gánh nặng của anh khi mà bỏ tiền của anh ra đi để đi đầu tư làm ăn. Chứ cô cũng không phải là cái người thích chơi bời gì hoang phí bằng cái số tiền đó cả. Nói đi thì cũng phải nói lại, anh nên nhìn được ra những cái mặt tốt của người vợ của mình. Và nếu mà bây giờ anh vẫn còn tình cảm một chút nào đó với cô ấy, thì Hồng Nhung nghĩ là anh nên mở lòng ra, cho cô cơ hội và quay trở về làm lại từ đầu. Vợ chồng vừa có nhau, vun đắp về cho nhau vừa tình cảm, vừa về hỗ trợ nhau về kinh tế, và lại để cho con của mình nó có những cái chỗ dựa, đó là người cha, người mẹ, nó đủ đầy thì bao giờ nó cũng tốt hơn là những cái sự thiếu hụt. Quan điểm của Hồng Nhung là như vậy. Hồng Nhung thì luôn muốn hàn gắn, luôn muốn quay trở về với nhau để nó sẽ là một cái mảnh ghép hoàn thiện nhất có thể. Chứ Hồng Nhung không thích cái sự vỡ lở, cái sự chia đôi, cái sự chia tay nhau. Nó sẽ khiến cho đôi bên thiếu hụt, con cái thì khổ tâm khi mà bố mẹ không sống với nhau, và chúng nó cũng rất là thiếu tình thương yêu của cha mẹ nữa. Vậy thì theo quý vị là chúng ta có nên tha thứ cho cái người vợ đã 2 lần làm đổ vỡ kinh tế của anh hay không, quay trở lại với nhau hay không, hay là cứ tiếp tục sống ly thân như vậy để cho con cái thiếu thốn cả cha mẹ? Cái sự khao khát mà nó rất là đỗi bình thường của mỗi gia đình thì nó lại không có. Thì quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? Quý vị hãy cho anh ấy một cái lời khuyên ở bên dưới nhé. Vì Hồng Nhung nghĩ là anh đã viết thư về chương trình của chúng tôi thì chắc chắn là trong đầu anh cũng đã có những cái sự lung lay về cái ý nghĩ của mình rồi. Cho nên là anh mới cần có một cái sự định hướng rõ ràng từ Hồng Nhung, từ quý vị khán thính giả đang theo dõi câu chuyện của anh ấy. Và quý vị hãy là những cái người khán giả công tâm nhất, là những cái luật sư mà cho những cái lời khuyên chân thành nhất để cho anh ấy, là những người tư vấn tâm lý, chuyên gia tâm lý công tâm nhất để cho anh ấy có được cái sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình nhé. Và thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
Và Hồng Nhung cũng như là ekip của chúng tôi thì vẫn luôn luôn đón nhận những cái dòng tâm sự của quý vị. Bằng cách quý vị chỉ cần viết cái dòng tâm sự của mình và gửi về địa chỉ email mà chúng tôi đính kèm bên dưới mỗi video clip trên kênh YouTube Ao Đời Ngoại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.